Phim Kim Bình Mai 1995, Gin Bin Bay 1995 là bộ tiểu thuyết của Trung Quốc. Tác giả tương truyền là Vương Thế Trinh, người đời nhà Minh với bút hiệu Lang Lăng Tiếu Tiếu Sinh. Tác phẩm nói về ba nhân vật nữ là Phan Kim Liên, Lý Bình Nhi và Bàn Xuân Mai nên có tên là Kim Bình Mai. Câu chuyện Kim Bình Mai vốn được phát triển từ một số tình tiết trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am. Nhưng qua một đêm, tất cả mọi chuyện đều quên.